Đây là máy khoan bàn kết hợp taro. Thì cái loại máy này là vừa khoan vừa taro được. Ở đây mình thấy cái model của nó là Z4120G. Khả năng khoan tối đa 20 và taro tối đa là M16. Với nhiều cấp tốc độ thay đổi bằng poly 5 cấp. Ở đây là nút mở nguồn, đóng nguồn. Thì trên cái mặt nạ điều khiển mình thấy có nút đóng mở đèn. Chúng ta mở đèn thì nó sáng, tắt. Đó, lúc mà mình làm tối thì mình mở đèn lên cho nó sáng. Ở đây có khi mà khoan thì để ở chế độ khoan. Giữa là gì tắt và đây là taro. Ở đây là nút chạy động cơ, nút dừng. Nút này là đảo chiều khẩn cấp khi mà mình taro và nút này là nút dừng toàn bộ máy. Ở đây là cái cử canh độ sâu khoan và độ sâu taro. Mình canh cái cử ở đây. Máy đang gắn cái đầu cặp mũi taro. Ví dụ bây giờ mình cho nó chạy taro. Ở đây mình chuyển qua chế độ taro. Rồi, mình sẽ cho nó chạy. Taro tới cử thì nó sẽ tự động đảo chiều. Còn khi mà ở chế độ khoan thì mình sẽ bật cái nút chạy động cơ thì nó sẽ chạy. Và nút đây là nút dừng. Dừng lại. Xong. Máy được thiết kế theo cái công nghệ của Đức. Máy này thì xuất đi châu Âu cho nên cái thiết kế là nó thuộc dạng đẳng cấp cao. Tay với tay nắm bằng thép 4 cái, 4 4 tay cho nên kéo cũng rất dễ. Với thiết kế bàn có rãnh làm việc rất là tốt. Rãnh chữ T. Ở đây thì bàn mình có thể nâng lên nâng xuống thông qua cái tay này. Ở đây có bánh răng ở đây, nâng lên nâng xuống. Trụ máy làm to, khỏe, chắc chắn và tinh xảo. Chúng ta thấy từ chân cho đến thân máy. Rất tinh xảo và rất là chắc chắn. Đế của máy cũng được làm bằng có rãnh chữ T hẳn thôi. Mình có thể gá kẹp chi tiết lớn nhỏ đều được.